Tối qua, cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ngập cục bộ, có nơi ngập sâu từ 20cm đến 1m, khiến cho nhiều phương tiện chết máy. Theo ghi nhận tại một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, từ khoảng 20 giờ đến hơn 22 giờ tối qua cho thấy, cơn mưa kéo dài với lượng mưa rất lớn, khiến nước không kịp tiêu thoát. Nhiều khu vực ven sông Sài Gòn bị ngập do mưa lớn, kèm theo thời điểm thủy triều lên. Cụ thể, trên đường Đoàn Trần Nghiệp có đoạn ngập từ 30 đến 40cm. Đường Cách Mạng Tháng 8, nước ngập và tràn vào các cửa hàng, hộ dân ven đường như thế này. Đây là hình ảnh nước ngập tại nhà sách Bình Minh trên đường Cách Mạng Tháng 8. Do nước tràn vào bất ngờ và quá nhanh, khiến các nhân viên nhà sách phải hối hả dọn đồ, cơi nới và di chuyển nhiều hàng hóa lên chỗ cao ráo hơn để tránh bị hư hỏng. Trong khi đó, trên đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, người dân cho biết trận mưa đã phá kỷ lục về độ ngập ở đây. Nhiều nhà cửa đã xây nâng cao hơn 50 đến 60cm so với trước đây, nhưng nước vẫn tràn vào. Lực lượng dân quân phường Phú Cường đã được huy động để hỗ trợ người dân có phương tiện bị chết máy. Riêng các ô tô bị chết máy tại khu vực ngập sâu hơn 1 mét, lực lượng phải gọi xe cứu hộ đến để hỗ trợ.